Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel One Piece Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay. Vậy là cuối cùng, những thông tin chi tiết và đầy đủ của One Piece chapter 1073 cũng đã được xuất bản đầy đủ, cùng với đó là bản ram của chapter này. Và chapter 1073 tiếp tục là một chapter gây sốc với rất nhiều thông tin chấn động, đặc biệt là sự xuất hiện của một trong số 5 ngũ đấu tinh quyền lực nhất chính quyền thế giới. Và tất cả những thông tin trên đã khiến tôi đặc biệt chú ý. Và cho nên trong video hôm nay, tôi sẽ nói lên những suy nghĩ của mình về nội dung của One Piece chapter 1073 mới nhất này. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem hết video này nhé. Tên tiêu đề của chapter 1073 này là Miss Buckingham Stacy. Có thể thấy tên tiêu đề của chapter này đã nói về bản sao thành công đầu tiên của nhóm khoa học Mars, đồng thời cũng chính là nhân vật nữ bí ẩn mà tiến sĩ Vickerman đã nhờ giúp đỡ trước đó. Và bản chính Miss Bucking cũng đã xuất hiện ở chapter này. Trang biệt của chapter tuần này tiếp tục là cover story về quân đoàn Get Ma 66. Theo đó, hình ảnh ba nhà khoa học của nhóm Mars là Win Bình Dịch, Vin Budget và Caesar Clow đang nhìn tiến sĩ Vickerman một cách ghê tởm sau khi nhìn thấy những phát minh của vị tiến sĩ này, ví dụ như xe tăng bán ra hoa. Và có thể thấy những gì mà tôi đã nói về nhóm khoa học Mars này đã đúng. Theo đó, trong nhóm khoa học Mars này, ngoại trừ Vickerman luôn chế tạo những thứ giúp ích cho con người, thì còn lại tất cả đều thích chế tạo những loại vũ khí có liên quan đến chiến tranh. Và khi đã không có được tiếng nói chung thì chắc chắn sẽ tan rã. Và tôi cho rằng đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhóm khoa học Mars tan rã. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước. Sau khi cô nàng CP Rotosi đã phản bội lại nhóm CP Zero, ngay lập tức Rotosi đã tấn công cô nàng này bằng Shigan lục thức. Tuy nhiên, tất cả những gì mà Rotosi nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, do cô nàng này sử dụng một biến thể của kỹ thuật Kamie và nó được gọi là như thế. Để rồi sau đó, cô nàng CP Rotosi này đã sử dụng một tỏi son được làm bằng đá biển của mình để tấn công Rotosi. Đòn tấn công này đã khiến Rotosi yếu đi và bị cán bất tỉnh ngay sau đó. Điều này cho thấy bản sao thành công đầu tiên của nhóm khoa học Mars này rất có đầu óc, đã chuẩn bị và lên kế hoạch từ trước. Vậy là cuối cùng, người bí ẩn mà tiến sĩ Vegapunk đã nhờ gọi điện trước đó chính là cô nàng CP Rotosi này. Bởi sau khi hạ gục được Rotosi và Kaku, cô nàng này ngay lập tức gọi điện cho Vegapunk để báo cáo tình hình trước sự kinh ngạc tột độ của các thành viên trong băng hải tặc Vũ Rơm. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là bốn tay người máy Seraphim. Theo đó, cô nàng CP Rotosi này đã không thể giành lại quyền kiểm soát bốn tay người máy Seraphim này, bởi cấp độ ra lệnh của Rotosi và cô nàng này là bằng nhau. Tức ai ra lệnh trước thì bọn chúng sẽ ngang người đó. Tiếp theo là chuyển sang cảnh chiến đấu của những tên người máy Seraphim. Theo đó, chúng ta thấy bản sao bên cộng 2 Lilith và Edison đang bước ra khỏi phòng thí nghiệm, thì ngay lập tức Seraphim mắc về Hồng Mihawk đã tấn công bản sao bên cộng 2 này trước khi bản sao này kịp ra lệnh. Điều này cho thấy Seraphim Mihawk này rất giống với bản gốc là mắc về Hồng Mihawk, đọc tình huống trận chiến rất nhanh. Còn về phần mình, Zoro cũng đã vô cùng bất ngờ trước những tên người máy Seraphim trẻ con này. Tuy nhiên, kiếm sĩ băng hải tặc Vũ Rơm Zoro đã được chứng đòn tấn công đó của tên người máy Seraphim Mihawk. Để rồi sau đó là những khung tranh về trận chiến của hai nhân vật này. Zoro đỡ tất cả những đòn tấn công của tay người máy Seraphim mắc dị Hồng Mihawk, khiến tay người máy Seraphim này vô cùng bất ngờ và sốc trước sức mạnh của Zoro. Và tôi muốn nói một chút về khung tranh này. Theo đó, nếu để ý bạn sẽ thấy trong lần cạm chiến với Tứ Hoàng Đạo Đen tại hòn đảo Amazonilay của nữ hoàng hải tặc Bo Hancock ở chapter 1059 trước đó, Tứ Hoàng Đạo Đen đã thật sự hoảng sợ trước chắc chém của tay người máy Seraphim Mihawk này. Còn đối với Zoro, kiếm sĩ bằng hải tặc Mũ Rơm, thì hoàn toàn trái ngược với Tứ Hoàng Đạo Đen. Zoro vô cùng bình tĩnh và tự tin đỡ những đường kiếm đó. Thậm chí Zoro còn khiến tay người máy Seraphim Mihawk này hoảng sợ, đổ mồ hôi hột. Điều này có nghĩa là gì? Theo tôi, với việc Zoro được xác nhận sở hữu Haki Bá Vương, thì với màn so sánh này, tôi cho rằng gần như chắc chắn Tứ Hoàng Đao Đen sẽ không bao giờ có Haki Bá Vương, mà sức mạnh của Tứ Hoàng Đao Đen chỉ thuần về năng lực trái quỷ, đặc biệt là trái quỷ bóng tối Yami Yami. Quay trở lại với chapter, trong khi tay người máy Seraphim Mihawk tấn công bản sao bên không 2 Lilith, thì tay người máy Seraphim Jinbe cũng đang định tấn công bên không 3 Edison. Tuy nhiên, ngay lập tức Sanji đã có mặt để đỡ đòn tấn công đó. Và thành thật mà nói thì tôi thật sự phấn khích trước sự kết hợp tạm thời của Zoro và Sanji ở chapter này. Cả hai đều xứng đáng với biệt danh là đôi cánh của vua hải tặc tương lai Luffy. Còn về phần mình, bản sao bên không 3 Edison cũng đã dừng lại tất cả những tên người máy Seraphim. Và cô nàng CP Rotosi cũng đã báo cáo tình hình hiện tại cho bên không 1 Sokka và các thành viên trong băng hải tặc Mũ Rơm là Nami và Usopp được biết. Trong khi đó, ở bên trong phòng thí nghiệm, Luffy và Chopper đang cố gắng đi tìm Vegapunk thật. Tuy nhiên, cả Vegapunk và Bonnie đều hoàn toàn biến mất. Và nhà cung cấp thông tin Dragon cũng đã xác nhận rằng Vickerman và Bonnie không xuất hiện ở chapter này. Rất có thể hiện tại Bonnie đang chìm trong ký ức của cha mình là Kuma. Tôi hy vọng ở chapter tiếp theo 1074 chúng ta sẽ biết toàn bộ ký ức của Kuma thông qua Bonnie. Và tôi tin rằng những thông tin trong ký ức của Kuma sẽ rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình đi tìm kho báu One Piece của Luffy và băng hải tặc Mũ Rơm. Trong khi đó, tại hòn đảo Nhân Sư, quê hương của Tứ Hoàng Đao Trắng, theo đó đám trẻ nhỏ tại hòn đảo này đã kể lại cho vương hòa Marco nghe về việc hải quân đã tìm đến hòn đảo Nhân Sư này sau khi vương hòa Marco đến Wano để giúp Luffy đánh bại Tứ Hoàng Kaido Bá Thú. Bọn chúng bắt và ghép tội những người dân nơi đây chỉ đơn giản đây là hòn đảo quê hương của Tứ Hoàng Đao Trắng, nơi không nằm dưới sự bảo hộ của hải quân và chính quyền thế giới.
Tuy nhiên, Edward Vivo, đứa con tự xưng của Tứ Hoàng Đao Trắng, đã xuất hiện và tấn công đám hải quân bảo vệ ngôi làng này. Dẫu vậy, cũng chính vì lý do này mà Edward Vivo đã bị đô đốc bộ xanh Aramaki bắt đi ngay sau đó. Hiện tại, chúng ta thấy Vương Hoàng Marco đang nói chuyện cùng với Mick Packing. Bà ta yêu cầu Vương Hoàng Marco hãy mang con trai của mình trở về và đưa toàn bộ tài sản của bố già Đao Trắng cho nhân vật này. Tuy nhiên, Vương Hoàng Marco đã không đồng ý. Chưa kịp nói hết câu thì Mick Packing đã nói với Vương Hoàng Marco rằng nếu Vương Hoàng Marco nghi ngờ về nguồn gốc của Edward Vivo thì hãy đi tìm và hỏi trực tiếp tiến sĩ Vegabin. Với việc đưa ra thông tin này thì gần như chắc chắn Vương Hoàng Marco sẽ đi tìm Vegabin để hỏi cho rõ lẽ chuyện này. Nếu đúng như vậy thì một lần nữa Vương Hoàng Marco sẽ gặp lại Luffy. Và tôi cho rằng đó chính là xứ sở của những người khổng lồ Elbaf, nơi mà Kid và các thành viên trong ban hải tặc của mình đã đến trước đó. Ngoài ra, tôi cũng vô cùng phấn khích với thông tin này, bởi nó đã giải đáp được cho tôi rất nhiều điều thắc mắc trước đó. Đầu tiên, theo tôi, gần như chắc chắn Edward Vivo, đứa con tự xưng của Tứ Hoàng Đao Trắng, chính là một bản sao thành công thứ hai của nhóm khoa học Mad, và nó chính là bản sao của Tứ Hoàng Đao Trắng. Đồng thời, Tứ Hoàng Đao Trắng cũng chính là một cựu thành viên của ban hải tặc Rock Huyền Thoại. Bởi vì được cái gen của bố già Đao Trắng, nên Edward Vivo đã luôn nhớ về quê hương nơi mà Tứ Hoàng Đao Trắng đã sinh ra và lớn lên. Vậy cho nên nhân vật này đã quyết định chống lại hải quân để bảo vệ nơi này, mặc cho việc Edward Vivo đã bị đô đốc bộ xanh Aramaki bắt đi ngay sau đó. Và với bản tính thường nản của mình, tôi cho rằng đô đốc bộ xanh Aramaki đã dùng người dân nơi này để uy hiếp, khiến Edward Vivo phải quy phục. Và nếu những gì mà tôi nói là đúng, thì việc bố già Đao Trắng gia nhập băng hải tặc Rock Huyền Thoại chắc chắn cũng vì người dân nơi này. Quay trở lại với chapter, nơi hạm đội của hải quân và chính quyền thế giới đang đứng ở bên ngoài bờ biển. Và đó chính là con tàu của vị đô đốc hải quân Kizaru. Chúng ta thấy đô đốc Kizaru đang mang một số đồ ăn và thức uống cho một nhân vật nào đó ở trên tàu của mình. Và trước đó, toàn bộ số đồ ăn thức uống này đều được hải quân kiểm tra rất kỹ, mục đích là để kiểm tra xem số đồ ăn thức uống này có độc hay không. Và đô đốc Kizaru cũng đang nói chuyện với người đàn ông đó. Theo đó, Kizaru nói rằng ngài đã gặp Vegabin chưa? Ông lão bí ẩn này đã trả lời như sau: trước đó mình đã từng gặp một lần, và giới tính của ông lão này cũng đã được giới thiệu. Theo đó, ông lão bí ẩn này là một thành viên của Ngũ Lâu Tinh, và đó là người có vết sẹo ở bên trái khuôn mặt, có mái tóc màu xám. Tên của Ngũ Lâu Tinh này cũng đã được tiết lộ: đầu não tối cao của chính quyền thế giới Ngũ Lâu Tinh, Thánh Zegasia Satan. Và Thánh Satan đã nói với đô đốc Kizaru rằng mình rất tiếc vì đã để mọi chuyện đi đến nước này. Điều này có nghĩa là gì? Theo tôi, Ngũ Lâu Tinh và chính quyền thế giới đang rất quan tâm đến những hành động của Luffy và băng hải tặc Murom, vì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta thấy đích thân một Ngũ Lâu Tinh đi xử lý công việc. Nó cho thấy việc Luffy đi cùng với vị tiến sĩ thiên tài Vegabin là một chuyện rất hệ trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của chính quyền thế giới. Và Zegasia Satan trong tiếng Anh có nghĩa là sao thổ, một trong những hành tinh bao vây xung quanh hệ mặt trời, và mặt trời chính là hiện tăng của thằng mặt trời Nika Luffy. Thật sự thú vị. Nó cho thấy tất cả những nhân vật quan trọng xuất hiện ở trong One Piece trong thời gian sắp tới sẽ đều xoay quanh thằng mặt trời Nika Luffy. Có lẽ điều mà tôi quan tâm lúc này chính là sức mạnh của vị Ngũ Lâu Tinh này. Khi mà các đô đốc đều mang sức mạnh của những hệ tự nhiên, thì tôi cho rằng những Ngũ Lâu Tinh phải mang tầm vũ trụ, và nó lại càng khiến tôi tò mò sức mạnh hiện tại của Imsama chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau không có chapter mới. Trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về những thông tin chi tiết trong One Piece chapter 1073 mới nhất. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.